Chào các bạn, hai vợ chồng nông dân lại ra vườn các bạn ơi. Hai em. Chào cả nhà. Trời tắt nắng cái nó lạnh các bạn. Bữa nay thì hai chồng ra vườn chuẩn bị trồng một ít cái bí ngầu với lại cà tím, cà trắng. Với định vô trong nhà kính thu hoạch một ít cái tầng ô, quá là tốt luôn. Tầng ô này nó cao mà nó mập, giống ông Solomon. Wow, giờ mập luôn, hôm nay mới cứ bận bịu đi hái nấm các bạn, không có thời gian. Rồi, vậy mình thu hoạch trước ha. Ok. Tối nhanh quá ha. Tối rồi, quay là... nhanh lên để hết thấy đường. Đó, qua rồi nó mập luôn các bạn. Cái này vô nấu hủ tiếu hay không? Hay là xào tỏi ăn? Cái này mình bẻ hay là mình cắt? Cắt đi. Cắt đi. Để bẻ cho khi nó tơ tơ rồi đó. Wow, trời đã luôn các bạn. Nhưng mà mình đừng có cắt ngang. Mình cắt ngang nó mới lâu lên lắm. Thơm quá. Quá thơm luôn. Cho anh coi cái cọng là nó mập quá trời luôn. Chào em đi. Wow, trời nó tốt luôn các bạn. Cái này nó non tận gốc luôn. Wow, nó thơm quá. Cái chỗ này trồng ở đó giờ trồng, hai vợ chồng mình đều trồng cái tầng ô ngay chỗ này. À, đâu phải mỗi năm đâu. Mà trồng như mỗi năm rồi trồng gì ta? Không phải tầng ô. Ồ, khác nữa hả? Khác, mình hồi đó mình trồng tầng ô ở ngoài. Tại vì mình nói trồng tầng ô ở đây nó dễ bị khi mình cắt vậy nè các bạn, cái nước nó xuống cái mồ hôi á. Cái nó, mấy cái đầu này nè, cái nó nước cho nó tưa, cái nó bị úng. Cho nên mình ít có trồng ở đây. Hồi đó trồng cũng tốt giống vậy nè. Nhưng mà năm nay thì ông nông dân chừa cái lỗ. Với là nay làm thông không khí đâu nó rất là tốt các bạn, cho nên nó mát. Với lại mình cái chỗ này thì nó bị nâu nâu là không phải nó nhì, tại vì cái chậu ở trên đó các bạn. Nó nhiễu nước xuống. Nó nhiễu nước. Nhiễu nước nâu xuống. Cái nước trong cái chậu, trong cái phân đất rồi đó các bạn. Cho nên mình chậu trồng rượu treo ở trên đó. Mình tưới nước đó, nó lúc nào nó cũng như nhiễu xuống. Làm mất thẩm mỹ. Nhưng mà mình không có đất là phải vậy thôi. Mà kệ nó đi, mình rửa vô rửa thì nó sạch. Wow, ngon quá. Wow, một rổ luôn anh à, cái này nhiều lắm á các bạn. Này đồng bây giờ nếu cô chú anh chị thích ăn thì mình trồng bây giờ là nó hợp lắm luôn. Nhớ đây đình. Đói bụng hả con, mẹ vô liền. Ok, chờ cho anh chút đi. Đây đình nó đói bụng rồi. Ok. Wow, đã luôn. Chưa có bông. Chưa có bông. Nó còn non quá trời luôn. Nhưng mà cái này mình không cắt, bây giờ cái mình đi hái nấm nè. Bận biểu cái nó lên bông uổng lắm. Cái này thì nếu mình lên bông thì nó bị cứng các bạn ha, ra nó hết ngon. Mình hái xong mà nó mới có cái búp thôi thì được. Còn này nó chưa có cái búp luôn. Đó, đầu nó quá non luôn. Thơm quá ha. Có nhiều người thì ăn cái mùi này không được. Đúng rồi. Với lại nhầm khi mình mua ở ngoài á thì cái nó già đó cô chú anh chị, ra cái mùi nó nặng hơn. Còn mình trồng vậy chứ cái mùi nó dễ hơn. Hồi xưa mình có ít khi nào mua ăn lắm, tại vì ở ngoài nó cái mùi nó hơi nặng á. Anh nghĩ em bỏ để cái bọt này là nhỏ nhỏ lại nè, nó mau lên hơn. Thì đó em đó là lý do tại sao em không cắt ngang á. Nhưng thôi để em cắt ngang nhanh lắm. Ừ đúng rồi ha. Cắt ngang là đứt hết. Quá đã luôn. Quá trời quá đất rồi. Quá trời nó mập quá. Cái này thì mình có thể gieo hạt cũng được á. Nhưng mà mình trồng rời rời vậy thì nó bự hơn. Một bụi như thường thường là mình trồng 2-3 cây gì đó cho nó. Hai vợ chồng chỉ trồng có một khu ô vuông chỗ này, đâu có bao nhiêu lớn em ha. Đúng rồi. Nó đã gì đâu luôn. Quá trời đã luôn. Trời ơi. Thì nó non cái lá nó gì dục à. Cái con chó ở nhà hàng xóm á, tối ngày không cho nó đi chơi hay sao nó khóc hoài các bạn. Chắc
vậy nó buồn á. Chó nó, anh nghĩ nó khóc á ha. Khóc á. Nhiều khi ha, họ đi không có dẫn nó đi, bỏ nó ở nhà mình. Đó, sao? Ai mà nuôi chó phải có thời gian, nếu mà không có thời gian thì đừng nuôi. Đừng nuôi. Có thời gian dẫn đi bộ rồi chứ mình nhốt nó ở nhà giống như ở tù tội chứ. Chó anh thấy mà người ta dắt đi ra ngoài rồi nó mừng lắm. Đúng rồi, cũng giống như đứa bé vậy anh. Anh không dẫn nó đi chơi, bỏ nó ở nhà hoài nó cũng tội nghiệp nó lắm. Đúng rồi. Cái này đúng ra thì ăn rất là nhiều đợt các bạn. Ồ, cái này mà mình nấu hủ tiếu bởi vô cũng ngon này ha. Rồi nhúng lẩu các bạn. Hay là mình xào tỏi rồi hay là nấu canh sườn cũng ngon luôn. Anh thích mà nó non vậy, cái cọng nó mập mập vậy. Trời ơi, xào tỏi nó ăn nó giòn. Đã lắm. Mà mấy đứa nhỏ con mình nó không ăn. Chắc mai cho bà mẹ miền Tây ăn ít. Wow, trời non luôn nè. Trời non luôn một rổ nè coi. Rồi ở trong đây mình đâu có trồng gì nữa hả? Không, mình thường thường á thì mình thu hoạch cái mình nhổ lên mình trồng xuống liền, nhưng mà cái loại này thì mình phải cắt. Tại vì nhổ lên rồi uổng lắm, tại vì nó lên nhiều đợt. Ồ bà, cái cải tím này thấy nó phát nè. Đẹp ha. Ồ cải xanh tím nè các bạn. Cái cải này lá bự lắm nè. Mai mốt nó to cái mình thu hoạch cũng như được 2-3 lần cái nấu canh gừng hay gì đó, ăn bánh xèo cũng ngon. Đó, ngoài kia đây cũng trồng một khóm chỗ đó. Ở đây thì cải rổ, cải bông cải xanh, xà lách. Tất cả đều lên rất là tươi tốt các bạn. Còn ở đây thì cải xà lách búp Đà Lạt là màu tím nè, quá trời đẹp luôn. Cái này lần đầu tiên mình trồng cái này hả em ha? Dạ. Nó trồng màu xanh thôi, nay ta thấy màu tím nó nhiều quá, mua về luôn. Rồi em trồng mấy cái này ở đâu? Ồ thì năm nay mình trồng 3 cây cải. Cái này chắc mình trồng, chắc mình phải ụp lại ha. Mấy... Dạ, cái này thì là bí, cái bí ngồi đĩa bay các bạn, cái này là mình tự ươm nè. Ờ, mấy cái bí ngồi chắc không sao. Còn... À, bí ngồi thì mình trồng mỗi thứ một cái thôi các bạn. Này là màu xanh, màu trắng với lại màu vàng. Mỗi cái một chậu thôi. Tại vì cái đó của nhà cũng ít ăn với lại nó cũng hơi chón chỗ đó. Ba thùng, ba chậu. Thùng, ba chậu thôi. Thì mình bỏ xíu bone meal với lại cái phân gà rồi. Còn ở dưới thì ông nông dân bỏ ba cái rác hữu cơ, phân hữu cơ ở dưới đáy á. Hồi năm ngoái mình ra, hồi nãy lấy ra. À, bỏ ở dưới các bạn. À, cho nên là nếu mà nó cái rễ nó xuống tới dưới rồi là nó phát dữ lắm luôn. Cái này là bí màu xanh hả? Bí ngồi này là màu trắng. Đó, ở trong đó ở dưới nó cũng có nè, em bỏ đó. Nè các bạn, mình bỏ ba cái rau cải mà cũ hư đó. Chưa phân hủy. Chưa phân hủy mới bỏ mà, này có rễ nè. Tại vì em bỏ gì cho em lấy cái chậu ra nó dễ à. Đó, cái mình trồng cái rễ nó nó xuống dưới đó thì lúc đó nó phân hủy rồi, cho nên nó thành phân tốt lắm. Cho đất vô mé trong chút, nó nghiền ở ngoài. Cái này thì mình ươm sau nè, cho nên nó hơi yếu một chút này, màu xanh. Trồng cái đây luôn ha. Cái này thì bỏ thêm phân gà với bột xương. Bone meal vô. Tại đất cũ các bạn ha. À, thì nếu mà cô chú anh chị bây giờ mình trồng là được những loại giống như là ớt chuông, ớt cay, rồi... À, cái giống như ba cái bí ngồi, rồi ba cái cà chua cũng có thể trồng được rồi đó, nhưng mà dưa leo thì khoan. Dưa leo thì nó sợ lạnh. Dạ. Cho nên là nếu mà mình trồng giống như là mấy cái nào mà nó giống như cho này đất nó cao trồng vô trong. Mà cà tím rồi trắng rồi đó thì mình trồng một đêm mình đậy lại ha. Nó sẽ ấy ha. Thì các bạn cứ canh thời tiết, nếu mình nó xuống lạnh lạnh quá thì mình chịu khó ra ngoài cái mình lấy đồ mình ụp nó lại. Dạ. Cái này thì nó còn thấp nè, mình lấy ni lông mình trùm nó lại luôn cũng được. Không? Dạ. Hay là lấy cái những cái... Cái thùng này nè, lấy cái thùng này nè. Ờ, ụp lại cũng được. Ụp lại cũng được luôn. Sáng cái nè. Sáng cái mình nở ra. Cái này là mình mới ươm nè, mà nó mau lớn quá chừng luôn.
Cái này là em bơm hạt á, em bơm hạt á, tại mình mua không có các bạn. Xong rồi mình tự ươm được 3 cây còn nữa, mà tại không muốn trồng, để dành cho má nữa, má trồng. Tại mình không muốn trồng nhiều. Còn đây là 3 cây cà hôm bữa mua, xong rồi về cái mình ra cái chậu á, đủ màu, một cái trắng này, một tím. Cái này trà chắc tối nay mình phải đậu đại gì đó. Dạ, thì mình trồng đây luôn các bạn. Thì các bạn thấy cây cà này nè, nó lên mấy cái cây con ha. Con nhiều lắm, mình tỉa bớt rồi ha. Tỉa bớt đi, mình cho nó cao cao một chút. Chứ để nó vậy cái nó rùng dưới đất, nó dính đất tùm lum. Ở đó có mấy lần nào mình trồng cà tím nó nhiều, rất là nhiều trái ha em ha. Wow, trời lắm. Cà tím, cà trắng. Thì cái này mình tỉa bớt ha, này bữa mình mua cây nhỏ xíu về mình ra chậu nó ra rễ nè. Mình trồng mấy cái cây con nó mạnh vậy thì nó mau phát lắm các bạn. Mình dưỡng nó trong nhà kính á. Người ta có cái chậu kính úp ra lại. Lá. Anh chung các bạn thấy không? Ở vườn của mình á, trồng rất là nhiều luôn. Kế cái nhà kính thì lót gạch lên và bỏ những cái thùng như thế này. Nếu mà chỉ còn cỏ là nếu mà không thích cỏ là trồng luôn. Thôi để cỏ. Bứt cái sang hết. Đó nay thì trồng bắp mấy chậu đó các bạn. Rất là nhiều. Chỗ này cải tạo sậy nay nó cũng rất là tốt nè. Xong rồi em. Xong rồi. Cứ đeo. Dạ thì những cái cây con á, thường mình trồng nó đất nó mau khô lắm, mà rễ nó thì nhỏ ha, cho nên có cái cỏ này, cái mình thứ nhất mình tủ nó như vậy nó giữ cái ẩm, thứ hai nữa nó làm cho ấm gốc, thì mai mốt nó phân hủy nó làm phân luôn các bạn. Thì các bạn đừng có bỏ mà một lớp dày thiệt là dày các bạn, khi mà nó khô không được á, cái nó thành nó thành bị nóng. Úng nóng rồi thấy. Nó úng rồi nó làm hư cây. Nếu còn... mà cô chú anh chị bỏ nhiều á là mình phải phơi cho nó khô đi thì nó đỡ hơn cái mầm bệnh hơn. Còn hai vợ chồng cứ bỏ một lớp như vậy, cái nắng chừng 2-3 bữa cái nó quéo nó khô rồi. Thì mình bỏ như vậy thì mình tại mình cũng không có cỏ nhiều á, cho nên thường mình bỏ ít như vậy, xong cái là ít bữa cái ông xã cắt thì mình bỏ thêm nữa. Bỏ thêm. Chứ mình không, nếu mình bỏ nhiều thì mình phải phơi. Phơi. Hoặc là mình ủ nó cho nó ấy. Hết cỏ luôn hả em? Còn chút xíu à, mà mình em tính để thằng em bỏ ba cái cây đằng kia cả. Đó mấy cái rác như cái nè, của mình cứ bỏ như đó, em mốt cái phủ đất lên. Đúng rồi đó. Trồng. Mấy cái cây bắp em cũng mới bỏ cỏ đó. Mày mới giờ thì hai vợ chồng ở ngoài sân liên tục hồi mới giờ luôn á các bạn. Thì ngày rảnh đó các bạn thì cứ ở ngoài sân chăm sóc, cái trở lại làm cái quanh qua cái tới cái cuối tuần cái rảnh mới làm nữa, thành ra đôi khi cuối tuần nó bận rộn vậy đó. Còn ngày thường thì đôi khi mình đi làm chỉ ra ngắm ngắm tỉa tỉa bậy bạ thôi, chứ làm nhiều cũng không có được. Không nhiều cũng không được. Chắc cũng còn khoảng chừng 2-3 tuần nữa là thì hai vợ chồng mình có Mỹ có thu hoạch nhiều em ha. Thì nói chung chắc tuần sau là cũng có bộn bộn ba xà lách rồi. Rồi trồng su su đồ xuống lúc đó. Su thì thấy cũng phát rồi. Xong á, cái này. Đây thì bắp này các bạn, bà xã mình cũng bỏ hết rồi vô đây. Rồi xong. Thì cái này cả thì bây giờ nó vẫn còn hơi lạnh. Mình dưỡng nhà kính thì nó cũng quen với cái lạnh rồi, nhưng mà tối nay thì mình sẽ đậy lại. Còn giống như ba cái bí ngồi thì không cần. Đây là cái hồng nè các bạn, nay bắt đầu nó lên lá này nè. Cái đằng trước thì nó lên nhiều rồi, nhưng mà cây đằng sau, hai cây đằng sau nó mới bắt đầu đơm lá như thế này.
Thì chắc đơm lá xong rồi, nhiều lá rồi nó mới bắt đầu có bông em ha. Dạ, thì tại vì cái hồng mới thường thường nó trổ lá bự lên đó rồi thì nó mới ra bông. Thời xưa mình cứ tưởng là nó ra bông lược với lại cái lá. Đơm đâu. Dạ, nhưng mà nó không phải, nó ra sao. Đúng rồi. Còn cái cây táo tàu thì bây giờ nó mới hơi sưng sưng, nó chưa lú ra. Nhưng mà nó sống rồi, hồi bữa thì cứ sợ nó chết. Thôi, mình trồng mấy năm rồi, mình đâu có sợ nó chết. Nhưng mà năm nay tại vì em thấy nó có lạnh hơn 15 độ mà kéo dài mấy ngày em sợ á. Khi cũng khó nói phải không? Thì bữa nay thì cái thu hoạch, nói chung bữa nay là thu hoạch cái tầng ô nó non nhất từ đầu mùa luôn các bạn. Đầu mùa thì mấy cái rau kia không có bằng, cái này quá trời đã. Quá trời non, quá trời đã luôn. Ok. Quá trời quá đất luôn. Thì bây giờ thì cũng còn hơi lạnh cho nên là mình chỉ trồng được những cái thứ mà giống như nó chịu lạnh thôi. Còn giống như ba cái dưa leo hay là dưa gan hay là dưa hấu đồ, mấy cái đó cô chú anh chị đừng có trồng. Chưa trồng được. Nếu mình ươm thì cũng từ từ hả ươm thôi. Tại vì mình ươm sớm quá mình không trồng được, cái nó eo ột, cái nó dễ bị úng gốc lắm. Cho nên mình chờ ấm rồi mà mình ươm, khi nó nảy mầm cái mình đem ra ngoài cũng như từ từ cho nó đủ nắng thì nó mau phát lắm luôn á. Mình rút kinh nghiệm bao nhiêu năm, mình cứ ươm sớm rồi xong cái mình đem ra mình trồng cái nó chết, cái mình lại ươm nữa thì cuối cùng lại trồng trễ hơn là mọi khi hết luôn. Thì năm nay cái vườn của hai vợ chồng nó hơi bự lên một chút, đất thì nó cũng nhiêu đó nhưng mà cái vàng thì nó bự ha. Với lại tại năm nay thì ông nông dân bứng hai cây này đi cho nên ra nó cũng nhiều ánh nắng hơn. Và dự định là sẽ trồng táo tàu vô đây các bạn, hay là cây lựu gì đó nhưng mà nó chưa có cây. Chưa có cây. Cho nên là còn trống nên cho nên là tận dụng trồng, với lại năm nay dự định sẽ trồng dưa gan vô đó cho nó bỏ đó luôn, cho nó nắng á. Đúng rồi. Thì có dưa gan ăn nhiều chút. Dưa gan ăn ngon mà ha. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, hãy like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.